lần đầu tiên được bạn giới thiệu đường link để hỏi đạo và con muốn hỏi sư à, con muốn, muốn tu đạo ngoài sự an lạc từ nội tâm và cũng cần sự dư giả vật chất phương tiện có trái với phật pháp không à, có nghĩa là muốn tu nhưng mà cũng cần sự dư giả vật chất cái đó tùy người tùy người à, hơn nữa mình nên thuộc trung đạo nên thuộc trung đạo tức là gì à, tu ấy thì không có sợ khổ nhưng điều đó không có nghĩa là cứ nhầm cái khổ mà chui vào có nghĩa là mình ngó ở đâu mà tu mà nó kham khổ là mình cứ chui vô không phải vậy ừ. và tu ấy là ly dục đúng tu là ly dục đúng nhưng không có nghĩa là mình cứ từ chối sạch từ chối sạch những cái tiện nghi tối thiểu ừ. à, cho nên mình cứ trung đạo là được rồi cứ trung đạo là được rồi không nên quá vì những cái vật chất mà mình phải làm những cái ác nghiệp cư sĩ thì không nên vì những tiện nghi vật chất mà mình phạm giới sắc xanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu chỉ cần quý vị không vì những cái tiện nghi vật chất mà mình tạo ác nghiệp mà mình tạo ra của cải vật chất bằng việc không tạo ác nghiệp bản thân nó cũng đã là cái phước lành rồi ừ. và quý vị hoàn toàn có thể thử, uh, sử dụng tài sản của mình đương nhiên uh, khi mà quý vị có sự tiết chế để mà dành thời gian để tu đạo thì đó là cái điều hết sức quý giá ừ. À, ví dụ như à, nếu mà mình giàu lấy ví dụ như à, mình à, mua một cái cánh rừng ha, mua một cái cánh rừng à, rồi à, mình tổ chức những cái khóa thiền và thực tế là à, đã có những cái tay đại gia như vậy Đấy. thì khi khi đó, đó họ dùng tài sản một cách hợp lý như vậy thì nó không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì mình không có nên biến cuộc tu của mình ấy là một cái đời sống nó quá hưởng thụ nó quá hưởng thụ thì không có nên cứ trung đạo là được ừ, trung đạo là được còn đối với cứ đối với các vị tu sĩ thì không nên vì những tiện nghi vật chất mà mình bỏ quên đi cái giới luật của mình và không nên vì những tiện nghi vật chất mà mình lại phải gần gũi cư sĩ để mình lấy lòng cư sĩ à, rồi mình à, cứ giao tiếp với cư sĩ để được những cái tiện nghi từ họ thì không có nên đấy à, quý vị biết đó, là một ông thầy tu ấy ừ, là ông thầy tu thì nhiều vị chứ không riêng gì vị này vị kia mà khi mà vị đó có tạm úy thì có những cái như vậy có những cái thèm muốn muốn chết luôn á. im lặng không dám nói đấy thì mặc dù là nói cái thèm nó kỳ ví dụ như thèm một cái món nào đó thèm một cái món nào đó đấy mà im lặng không dám nói bởi vì mở miệng ra mình kêu người ta làm cái này làm cái kia cho mình ấy là phạm giới đấy cho nên uh tu sĩ thì nó không có giống cư sĩ và ừ. chúng ta trung đạo được rồi tức là vừa đủ đừng có để cho mình phải quá chịu khổ mà cũng đừng có để cho mình quá sung sướng ha vừa là được rồi